21G6308. Ở đây thì ban đêm khó ngủ á, bị nó chạy hà rầm tối ngày sáng đêm, thì đường thì hẹp, nó gây tai nạn hoài luôn á. Cũng yêu cầu nhà nước làm nông lộ cho bự ra chút thì cho nó đỡ chút, còn mình bớt chạy chút. Chạy nó dần rồi giờ bị bể, bị lủng á, rồi không ai sửa hết trơn á, rồi kêu với xã với quận hai ba lần, rồi xã quận nó biểu vô trong cảng á, liên hệ với mấy ông cảng á, rồi thành ra phải để luôn vậy luôn, vợ cầu có nhà người nhà của tôi phải đem đá đem đồ ra lắp lại rồi còn cũng còn ấy nữa đó. Thì mình sợ như kiểu sợ vậy, chạy ủi vô nhà thôi. Cả đêm cả ngày cho nên là nó ảnh hưởng rất nhiều, ngủ ăn ngủ không có yên luôn ạ. Nhiều khi chạy mà nhà nó chạy qua những cái ô gà nó rung chuyển mà nó gây tiếng động rất là lớn. Ngày là phải mấy trăm chiếc xe đó mà mưa thì không có đường thoát nước. Bây giờ là nó lỡ hết toàn bộ luôn. Một ngày nào tôi cũng mua đất tôi lắp mà chịu không nổi. Bây giờ đi mưa ngập linh láng mà ổ gà, giờ tao đi sông Đa tao té hai ba lần rồi, ba bốn người ổng té gãy xương dài, gãy xương đùi. Có hai ba người té rồi đó. Hôm nay tối nó chạy luôn, nó giật ầm 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 ầm, nhiều khi nó sụp xuống nổ bánh lái, nó nằm tùm lum, kẹt xe tùm lum hết.